Xin chào các bạn. Nếu nhìn trạng thái bên ngoài, ta có thể dễ dàng phân biệt được ethyl alcohol, còn gọi là ethanol, và glycerol, còn gọi là propen-1,2-3-trion. Ethanol là chất lỏng không màu, rất linh động, còn glycerol là chất lỏng không màu, có độ nhất cao, độ nhất tương đương với mật ong. Trong quá trình học tập, đôi khi các thầy cô sẽ yêu cầu chúng ta hãy đưa ra cách phân biệt ethyl alcohol và glycerol bằng phương pháp hóa học. Yêu cầu này nhằm giúp chúng ta ghi nhớ được một tính chất rất đặc biệt của các alcohol có nhiều nhóm OH liền kề. Các alcohol có nhiều nhóm OH liền kề hòa tan được kết tủa copper 2 hydroxide trong dung dịch kiềm. Các alcohol đơn chức và đa chức có các nhóm OH cách xa nhau, không có tính chất này. Hóa học ABC sẽ giúp các bạn thấy được tính chất đặc biệt này của alcohol đa chức có nhiều nhóm OH liền kề thông qua đại diện là glycerol. Chuẩn bị hai ống nghiệm 1 và 2. Dung dịch sodium hydroxide 10%. Cho 3 đến 5 ml dung dịch sodium hydroxide 10% vào mỗi ống nghiệm. Dung dịch copper 2 sulfate 5%. Cho từ 5 đến 10 giọt dung dịch copper 2 sulfate 5% vào mỗi ống nghiệm. Xuất hiện kết tủa màu xanh lam là copper 2 hydroxide. Để đảm bảo sodium hydroxide có dư sau phản ứng, các bạn không nên cho quá nhiều copper 2 sulfate. Ethyl alcohol. Glycerol. Thêm khoảng 2 ml ethyl alcohol vào ống nghiệm số 1. Tủa không bị hòa tan. Thêm khoảng 2 ml glycerol vào ống nghiệm số 2. Thank you.
kết tủa đã bị hòa tan hoàn toàn. Kết luận: ethyl alcohol không hòa tan được copper 2 hydroxide trong dung dịch kiềm. Glycerol hòa tan được copper 2 hydroxide trong dung dịch kiềm, thu được dung dịch phước copper 2 glycerate màu xanh lam.